chán thật. Sao mình có thể không để ý giờ chứ? Lỡ mất chuyến xe buýt về thành phố rồi còn đâu. Làm thế nào bây giờ? Buổi tối ở đây thật đáng sợ. Sao không thấy ai ra đường thế này? Mới có hơn 9 giờ mà cứ như là nửa đêm vậy. Kia rồi, có một căn nhà vẫn sáng đèn. Mình phải tới đó xin nghỉ nhờ đêm nay mới được. Ra cô là phóng viên về đây để săn tin viết báo à? Dạ, vâng. Cũng tại cháu không để ý giờ nên mới trễ mất chuyến xe buýt về thành phố. Cũng may có hai bác giúp đỡ. Không cần khách sáo, cứ tự nhiên như nhà mình nha. Để tôi chuẩn bị phòng ngủ cho cô. Dạ, cảm ơn hai bác ạ. Sao tóc ở đâu cứ bám vào mặt mình, khiến mình khó chịu không thể ngủ được thế nhỉ? Hay tại mình xõa tóc nên tóc lòa xòa vào mặt? Sao mình cứ có cảm giác có tóc trên mặt vậy? Hay là tóc ở đâu bay vào? Cả ngày đi đường mệt quá nên chắc mình lại gặp ảo giác rồi. Buồn ngủ quá đi mất. Hình như mình nghe thấy tiếng gì đó lạch cạch bên trong tường. Nghe như có ai đó đang gắng sức lấy tay đập vào tường vậy. Mơ sao? Có chuyện gì thế cô gái? Có mà trong phòng ngủ của cháu. Cô nói linh tinh gì thế? Làm gì có ma chứ? Ma ở đâu ra? Phải đấy, nhà chúng tôi làm gì có ma. Chắc cô gặp ác mộng đúng không? Hay là lạ nhà ngủ không quen? Có ma thật mà. Đúng là cháu có mơ thấy từ trong bức tường có một người phụ nữ tóc dài chui ra đè lên người cháu. Nhưng lúc tỉnh dậy thì cháu thấy một nhúm tóc trên người cháu thật. Chắc chắn là có ma thật rồi. Từ trong bức tường chui ra ư? Dơ dẫn. Hay là cô ta? Không có chuyện ma quỷ gì ở đây hết. Cô sợ không dám vào đó ngủ thì ngủ ngoài phòng khách đi. Đừng có kêu gào gì nữa. Sau khi nghe mình nói về con ma thì thái độ của họ lại không bình thường thế kia. Có vẻ như họ đã biết điều gì đó và cố tình che giấu mình. Liệu có đúng là nhà này có ma thật không? Hay tất cả chỉ là do mình suy diễn sau khi gặp ác mộng? Sao? Đêm qua cô có gặp ác mộng nữa không? Cháu xin lỗi. Cháu có tật ngủ hay mê sản nên nói linh tinh, làm phiền đến hai bác à. Cảm ơn hai bác đã cho cháu ngủ nhờ. Giờ cháu xin phép về thành phố ạ. Không có gì, cô không sao là chúng tôi yên tâm rồi. Cô về cẩn thận nha. Dạ, cháu chào hai bác. Không phải lo đâu, chuyện đã xảy ra lâu rồi mà, làm sao phát hiện được chứ. Thôi, ông cứ đưa tôi vào nhà thờ thị trấn. Tôi đi cầu nguyện bình an cho yên tâm. Chuyện cô gái ấy kể lại đêm qua, tôi thấy sợ hãi quá. Đi thì đi, nhưng bà Liễu giữ mồm giữ miệng, đừng có mà bếp xếp gì với cha xứ đây nha. Đó là thần hồn nát thần tính. Hai ông bà này chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó. Trước mặt mình tỏ ra không tin chuyện mình nói, nhưng đằng sau lại lén lút đi nhà thờ cầu nguyện. Phải chăng
bức tường đó. Căn phòng mình ngủ hôm qua có một cái cửa sổ, mình đã cố tình đóng nhưng không khóa, hy vọng là có thể đột nhập vào trong đó. Bức tường này hình như là tường thạch cao, bên trong rỗng thì phải. Từ trong bức tường chui ra ư? Dơ dẫn. Hay là cô ta? Không có chuyện ma quỷ gì ở đây hết. Cô sợ không dám vào đó ngủ thì ngủ ngoài phòng khách đi, đừng có kêu gào gì nữa. Không phải lo đâu, chuyện đã xảy ra lâu rồi mà, làm sao phát hiện được chứ. Thôi, ông cứ đưa tôi vào nhà thờ thị trấn, tôi đi cầu nguyện bình an cho yên tâm. Chuyện cô gái ấy kể lại đêm qua, tôi thấy sợ hãi quá. Mình linh cảm bên trong bức tường này có gì đó không ổn. Nhưng nếu tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy diễn của mình, thì việc mình đang làm là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chắc chắn họ không bỏ qua rắc rối này với mình đâu. Nhưng mình cần phải biết sự thật ở trong ngôi nhà này là gì. Phải nhanh lên, không khéo vợ chồng họ về thì mình chỉ có nước chết. Trời, cảm ơn cô. Nhờ phát hiện của cô mà chúng tôi đã phá được một vụ án lớn được che đậy rất tinh vi từ nhiều năm về trước. Tôi cũng chỉ là linh tính mách bảo thôi, không ngờ đằng sau bức tường ấy lại có hẳn một bộ xương người. Cô đúng là một phóng viên có linh cảm tốt, óc quan sát tinh tế và bản lĩnh hiếm thấy mới có thể đột nhập vào nhà và phá tường của người ta như thế đó. Anh lại trêu tôi rồi. Lúc đó tôi cũng sợ mình suy đoán sai, nhưng không ngờ mọi thứ lại đúng. Và điều tôi không ngờ nữa là tại sao ông bà ấy nhìn vẻ ngoài tốt bụng như thế lại có thể là hung thủ máu lạnh giết người, còn giết vợ mình nữa. Nhiều năm về trước, ông Beck đã ngoại tình với bà Mary, nay chính là vợ của ông ta. Bị vợ cũ phát hiện nên ông ta đã ra tay sát hại và giấu xác đằng sau bức tường này nhằm che đậy tội ác của mình. Nếu cô không phát hiện ra, e rằng sự thật mãi không được hé lộ. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Đã là tội ác, sớm muộn gì cũng bị phơi bày. Kẻ thủ ác sẽ phải đền tội, còn người đã khuất này có thể yên nghỉ được rồi. Chuyến đi này đúng là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Ma! Ma ở đâu? Làm gì có ma? Tôi thề, tôi nhìn thấy một bàn tay dứt dưỡng in trên tấm bạc kia kìa. Có thể lắm, ngôi làng này bỏ hoang mấy năm nay, làm gì có ai ở đâu. Chúng ta đến đây gặp trời tối, không thể đi tiếp, nên mới đành liều nghỉ lại đây. Mà liệu có phải anh tưởng tượng không vậy? Biết đâu chỉ là một cành cây rơi trúng liều của chúng ta. Câu chuyện làng bỏ hoang có khi cũng chỉ là người ta đồn. Không biết, nhưng mà tôi thấy rất bất an nha. Hay là chúng ta thử ra ngoài xem sao. Đừng, tôi sợ lắm. Anh cứ nắm lấy cái vạt áo của tôi nè. Nhát gan quá vậy, ít ra phải xem có chuyện gì còn yên tâm nghỉ ngơi chứ. Phập phòng lo sợ thế này có đến sáng à? Ma, cứu với! Thật đáng sợ, cho nên dù gì cũng đừng đi qua làng ấy, nhất là vào buổi tối. Đúng là cái làng ấy ma ám mà. Nhưng chúng tôi không biết
Vì chúng tôi là người ở vùng khác đến, tưởng nghỉ tạm một đêm ở đầu làng chắc không sao. Nào ngờ, trước khi đi qua làng đó, chúng tôi cũng có nghe qua câu chuyện làng bị bỏ hoang, nhưng cứ nghĩ đó là chuyện tự thiêu dệt rồi truyền tai nhau vậy thôi. Ai mà có ngờ, ai bảo cậu chuyện ấy thiêu dệt? Tất cả đều có căn nguyên. Các cậu có biết vì sao ngôi làng lại bị bỏ hoang không? Thật ư? Câu chuyện thực hư thế nào vậy ông chủ? Ông có thể kể lại cho chúng tôi nghe không? Được thôi, để tôi kể cho mà nghe tường tận câu chuyện này. Xin lỗi các vị, chủ quán cho hỏi, từ đây đến ngôi làng Akiyama còn xa nữa không? Hả? Làng Akiyama ư? Chẳng hay có chuyện gì mà các vị ở đây đều kinh ngạc lên như thế. Làng ấy không còn cách xa đây là mấy đâu, nhưng tôi khuyên ngài nên dừng bước ở đây, đừng đi qua ngôi làng ấy nữa, sẽ quay đầu không kịp đấy. Ngài nên nghe theo lời khuyên của ông chủ quán đi. Tại sao lại thế vậy? Chúng tôi cũng đang nói đến ngôi làng ấy đây. Ngài có thể ngồi ở đây nghe tôi kể luôn một thể, nghe xong thì hẳn ngài sẽ thay đổi quyết định. Ông kể đi ông chủ quán ơi. Phải rồi, xin hãy kể cho chúng tôi nghe với. Được, đằng nào tôi cũng đã đi một đoạn đường xa nên giờ nghỉ chân một lát vậy. Thế thì tôi kể nhé. Chuyện về làng Akiyama ấy thực ra là thế này. Chờ, chờ tôi với. Cách đây mấy năm, làng gặp nạn hạn hán khủng khiếp, dân làng di cư bỏ đi nơi khác sinh sống. Ôi, có ông lão bị ngã phía sau kìa. Dịch đôi đến nơi cả rồi, làm sao mà đợi với chờ được. Với lại ông ấy già cả, kiệt sức thế kia cũng không thể đi nổi đâu. Chẳng khác nào ôm của nợ vào người đó. Phải đấy, bản thân mình còn lo chưa xong, sức đâu nghĩ cho người ngoài. Nhanh chân thôi. Mặc cho ông già kiệt sức dãy gọi mọi người, nhưng vào lúc gấp gáp, hạn hán, cạn kiệt lương thực, ai cũng biết nghĩ cho mình, nên họ thờ ơ bỏ mặt ông già. Ông dãy gọi không biết bao nhiêu người, cho đến khi chết đi, nhưng bàn tay vẫn ở lại dương gian, không ngừng giơ ra xin cầu cứu. Giờ đây ngôi làng đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại linh hồn người nông dân ngự trị. Người ta bảo ông chết trong uất ức, nên đem về lại hiện hồn dứt dưỡng quanh làng cho đến tận bây giờ. Nhất là bàn tay ma không ngừng dần dãy của ông. Chính mắt tôi đã chứng kiến đêm qua. Mai mà chạy thoát kịp về quán khách này, nếu không chúng tôi bị bàn tay của ông già bóp cổ đến chết rồi. Ông ta đang trả thù mọi người. Do bị bỏ đói và kiệt sức đến chết, nên mỗi tối bàn tay sẽ dãy gọi mọi người. Ai đi theo sẽ bị bóp cổ và ăn thịt, nên không ai dám đáp lại bàn tay ma đó. Tôi bán quán ở đây bao năm, cũng chưa từng một lần bén mảng đến ngôi làng đó. Đã lâu lắm rồi, chẳng ai đi qua đường đấy cả. Hoặc họ quay đầu, hoặc họ tìm đường khác. Thế nên tôi mới bảo ngài đừng đi qua đó. Cảm ơn anh, nhưng tôi có việc không thể không đi qua đó. Xin cáo từ. Chính chúng tôi đã chứng kiến đêm qua đấy. Ngài không nghe theo lời khuyên của chúng tôi thì đừng có than quán gì đấy nhé. Cảm ơn mọi người. Ngài ấy đúng là gan to bằng trời, thật không biết sợ ma mãnh là gì. Trời ơi, nhỡ đâu bàn tay đó. Êu ôi, tôi không dám nghĩ nữa đâu. Đừng nói là ngày mai có xác vị trụ trì ở làng với dấu bàn tay in ở cổ. Ôi, khiếp quá. Ai đi đằng sau mình thì phải. Rõ ràng có tiếng bước chân,
thế mà quay lại không thấy ai. Lẽ nào có bóng ma đang theo ta thật? Ông dãy gọi không biết bao nhiêu người, cho đến khi chết đi, bàn tay vẫn không ngừng giơ ra xin cầu cứu. Giờ đây ngôi làng bị bỏ hoang, chỉ còn lại linh hồn người nông dân tội nghiệp đó vẫn dứt dưỡng quanh làng cho đến tận bây giờ. Cứ đến đêm người ta đi qua, thấy có một cái bàn tay dần dãy. Ta vẫn chưa thấy điều gì bất thường. Hay là nán đợi thêm một lát nữa cho đêm sâu hơn, dù sao thì cũng có cuốn kinh cầu ở đây rồi. Cần điềm tĩnh. Điềm tĩnh lại. Có lẽ hồn ma muốn một cái gì đó, nhưng chỉ đủ sức mạnh để hiện ra duy nhất một bàn tay khẩn cầu. Ta thực tâm khẩn cầu cho linh hồn của ngươi được siêu thoát, đến miền cực lạc sẽ bớt khổ ải hơn khi cố lưu luyến chốn trần gian này. Cầu cho linh hồn của ngươi được về miền cực lạc. May nhờ có vị trụ trì bỏ mặc lời cảnh báo của mọi người đi vào làng và thực tâm cầu khấn cho linh hồn người nông dân tội nghiệp đó. Có lẽ linh hồn ông ta đã cảm nhận được sự đồng cảm nên thật lòng muốn siêu thoát. Kể từ hôm đó về sau, linh hồn đó đã hoàn toàn biến mất và không bao giờ xuất hiện lại. Người ta bắt đầu xây mộ thờ linh hồn và yên tâm mỗi lần đi qua ngôi làng. Ngày xưa ngày xưa, có một lão nông nọ có tài cầm nghệ tuyệt đỉnh. Tiếng đàn của ông hay đến nỗi ai nghe thấy cũng phải khen ngợi. Cho tôi sang sông với. Cứu tôi. Ông trời ơi, nhà ông ở đâu? Để tôi đưa ông về. Hả? Ông là ai? Cha tôi làm sao thế kia? Cha cô bị cảm gió, mau đưa ông ấy về nhà đã. Cha ơi, trời ơi. Cảm ơn ông đã cứu mạng, ơn này không biết lấy gì đền đáp. Hãy ơn nghĩa gì hả ông? Thấy người hoạn nạn, ai nỡ đi qua? Vậy là tốt rồi. Tôi xin phép cha con ông, tôi đi kẻo khuya. Xin ông khoan hãy đi. Xin ông hãy cho biết danh tính của mình, để sau này nếu có cơ hội, cha con tôi nhất định sẽ đền đáp. Chẳng giấu gì, tôi ở cách đây xa lắm, vốn là nghệ nhân chơi đàn nguyệt. Nay đã trạc ngoài tứ tuần, nên tôi đang trên đường tìm đệ tử để truyền lại ngón đàn ấy. Rung rủi thế nào lại gặp gỡ hai cha con ông ở đây? Chẳng hay ông chính là lão nông có tài cầm nghệ tuyệt đỉnh mà mọi người thường nhắc tới. Thật là hữu duyên. Kim Cúc, con gái tôi là người đam mê âm luật, biết danh vị ông giỏi cầm nghệ đã lâu, nay lại có duyên gặp gỡ. Ông có thể ở lại đây nhận Kim Cúc làm học trò được không? Dạ, nếu được thầy chấp nhận, con nguyện sẽ dốc hết tâm sức để học hỏi. Con đứng lên đi, vậy ta sẽ ở lại xem tài nghệ của con đến đâu. Kể từ đó, Kim Cúc trở thành học trò của ông. Tiếng đàn của nàng ngày một hay hơn, cộng với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết ở độ xuân thời khiến cho người thầy đem lòng say đắm. Thầy cứ để con. Con biết thầy là người thích thưởng rượu mỗi khi đàn hát, nên con đã học và tự tay nấu lên vò rượu này. Con mong vị rượu này sẽ hợp với thầy. Khi mới nhấp môi tưởng như rất nhẹ, nhưng khi đến nơi cuốn lưỡi thì ta bắt đầu cảm nhận được cái vị cay của men, vị thơm đến nồng nàn. Vậy thì từ ngày hôm nay, con nguyện sẽ là người dân rượu để thầy thưởng thức mỗi ngày. Đêm xuống, sương sa giá buốt như vậy, thầy cứ phong phanh, không khéo lại cảm. Thầy phải chú ý sức khỏe à? Được rồi, ta sẽ chú ý. Vậy thôi, thầy nghỉ sớm đi ạ. Con xin phép về phòng. Không lẽ...
Kim Cúc. Thầy dậy rồi à? Thầy chờ một lát nha, con đang chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đây. Trời chuyển đông rồi mà con thấy thầy cứ phong phanh nên đêm qua con đã thức để đan tặng thầy chiếc khăn len này nè. Thầy thấy có hợp không ạ? Đẹp lắm, đường kim khéo lắm con à. Nếu bây giờ ta nói ra tình cảm của mình, liệu nàng có chấp nhận hay không, hay sẽ lãng tránh ta? Ta tuổi đã trạc tứ tuần, còn nàng vẫn tươi trẻ như đóa hoa mới nở. Nhưng nếu cứ im lặng thì tình cảm ấy sẽ mãi bị chôn lấp. Kim Cúc cũng đã tới tuổi cập kê mà vẫn chưa mối nào hả ông? Cũng có một vài đám tới hỏi, nhưng thì trẻ quá, đám lại già quá. Đám giàu có thì coi vàng hơn người, đám đồng cảnh thì thất học, thô thiển. Cũng phiền phiến thôi ông, con gái có thì mà. Thì cha con tôi có mơ mộng cao sang đâu, chỉ cần xứng đôi vừa lứa, hợp cảnh, hợp người là được rồi. Thầy về lúc nào mà tôi không hay, mời thầy vào xơi nước ạ. Đây là bạn của tôi, nghe tin thầy đang dạy đàn cho Kim Cúc, nên ông ấy cũng muốn gửi gắm cậu con trai tới đây nhờ thầy rèn giũa. Không biết ý thầy thế nào ạ? Cậu ta là người thế nào? Con trai tôi năm nay chạc tuổi Kim Cúc, nhưng chỉ cần nghe qua tiếng đàn của nó thì người ta sẽ nhớ mãi. Được, vậy ngày mai ông hãy dẫn cậu ấy tới đây để ta xem. Dạ. Hạo Tam vừa cất tiếng đàn lên, người thầy đã vô cùng ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ ông nghe thấy âm thanh sâu lắng đến vậy. Đây chính là người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay. Con cảm ơn thầy đã nhận lời chỉ dạy con ạ. Từ đó Kim Cúc và Hạo Tam trở thành đồng môn sư muội, cùng nhau song tấu, cầm nghệ tài năng ngày càng xuất chúng. 2 năm sau. 2 năm qua các con đã khổ luyện, mai lên kinh ứng thi, các con hãy tự tin mà thể hiện. Thầy tin các con sẽ làm nên chuyện lớn. Dạ thưa thầy. Nhìn hai đứa chúng thật tâm đầu ý hợp, phải không thầy? Vâng, tôi cũng thấy vậy. Sau mấy ngày thi, cả hai học trò của người thầy đều được nhà vua khen thưởng. Chàng trai đã được chọn làm người trẻ tuổi đánh đàn hay nhất, còn cô gái được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nhất. Khốn hồn, có bao nhiêu tiền vàng nữ trang thì bỏ hết ra đây. Chúng tôi không có gì, mong các cậu tha mạng. Đừng nói láo, ta biết các ngươi vừa được nhà vua trọng thưởng mà. Vàng, vàng này tụi bay. Hãy nắm chặt lấy tay ta. Các con bình tĩnh, bám chắc vào đây để thầy kéo lên. Hạo Tam, anh có sao không? Bị cứu em mà anh bị thương như thế này. Chúc mừng cô cậu nha, đúng là trai tài gái sắc. Thôi mau mau kết duyên đi. Tại sao thầy không nói tiếng nào mà đã bỏ đi như vậy? Hay là thầy dẫn chúng ta chuyện gì? Chắc có lẽ thầy còn việc riêng khó nói. New York,
năm 1964. Kính chào quý khách, tôi là Gira, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cậu hãy tư vấn cho tôi một chiếc xe ô tô tốt nhất nha. Dạ vâng ạ, chuyện đó là chuyên môn của tôi. Tôi sẽ chọn cho ngài một chiếc xe ô tô tốt nhất hiện nay. Mời ngài đi theo tôi. Thưa ông, đây là những chiếc đời mới nhất hiện nay của cửa hàng chúng tôi. Chúng có những ưu điểm như thế nào? Cậu hãy trình bày rõ tôi nghe xem nào. Công suất của chiếc Benz 600 này là 247 mã lực ở 4.000 vòng tua, cho xe đạt được vận tốc tối đa là 204 km/h. Hiện tại chỉ có một số ít xe có thể đạt được tới vận tốc này. Đáng kể nhất là công nghệ phun xăng điện tử sẽ giúp xe chạy tiết kiệm được nhiên liệu hơn rất nhiều so với những dòng xe trước đây. Hệ thống giảm chấn của xe dùng hệ thống giảm chấn bằng khí nén mới nhất kết hợp với lò xo để xe vận hành êm thuận hơn khi vào đường sốc. Nội thất của xe có hệ thống lò sửa đôi mới nhất sử dụng chung với hệ thống máy lạnh trong xe. Cửa kính xe là loại cửa kính điện mới nhất hiện nay, không cần dùng tay quay để kéo cửa kính lên xuống mà chỉ cần nhấn nút để điều khiển. Ngoài ra, xe được trang bị radio và đầu đĩa nghe nhạc. Ôi, xem ghi ra kìa, cậu ta thật chuyên nghiệp. Vị khách ấy có vẻ đang rất hài lòng về việc tư vấn của cậu ấy. Nhưng còn về phụ kiện thay thế về sau sẽ như thế nào? Chi phí cho việc thay thế ấy có quá đắt đỏ không? Vâng, vì các linh kiện của xe khá hiện đại nên phụ tùng thay thế sẽ có chi phí tương đối cao. Tuy nhiên, chúng tôi có gói gia hạn thêm bảo hành xe, tổng thời gian lên tới 4 năm hoặc 100.000 dặm. Tùy vào điều kiện nào đến trước, quý khách sẽ được bảo hành xe hoàn toàn miễn phí ạ. Chắc hẳn ông mua chiếc xe không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả gia đình có thể sử dụng phải không ạ? Vậy thì chiếc này là phù hợp nhất đấy ạ. Thưa ông, dòng xe này phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Các bạn trẻ hiện nay cũng rất ưa chuộng loại này đấy ạ. Vậy sao? Thế thì phù hợp với tôi đó. Con trai tôi năm nay 20 tuổi. Ôi, vậy ạ? Cậu ấy chắc hẳn rất đẹp trai và ưu tú. Tôi tin chắc rằng Kira sẽ bán được chiếc xe này. Cậu thì sao? Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ấy quả thực là một bậc thầy trong việc thuyết phục khách hàng. Chiếc xe này có giá bán là bao nhiêu? Thưa ông, chiếc xe này có giá 10.000 đô. Chi phí mua xe đã bao gồm cả phí về hợp đồng bảo hiểm xe. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách đăng ký xe và giao xe tận nhà miễn phí sau khi hoàn tất mọi thủ tục. Tốt lắm, tôi rất hài lòng. Tôi sẽ mua chiếc xe này. Vâng ạ, mời ông vào trong, chúng ta sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán ạ. Ghi ra cậu ấy giỏi thật, chúng ta cần phải học tập cậu ấy. Nhìn cậu ấy thuyết phục khách hàng thật chuyên nghiệp. Đúng đấy, nghe thế ai mà chả muốn mua xe chứ. Có chuyện gì thế nhỉ? Trông ông ấy có vẻ không hài lòng. Việc ký kết hợp đồng thế nào rồi kia đó? Hình như ông ấy hủy hợp đồng, ông ấy không muốn mua nữa. Gì cơ? Rõ ràng tôi thấy cậu tư vấn rất chuyên nghiệp và ông ấy có vẻ rất hài lòng kia mà. Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy chứ? Tớ cũng không biết lý do gì sao. Chẳng phải các cậu cũng thấy tớ làm rất chuẩn chuyên nghiệp mà đúng không? Đúng đó, sao lại thế này kia chứ? Hay vấn đề là nằm ở ông ấy? Rõ ràng từ đầu buổi đến bây giờ tớ chẳng làm gì không vừa ý ông ấy cả. Có lẽ ông ấy đã suy nghĩ lại, cần dùng số tiền ấy cho việc quan trọng hơn. Cậu biết đấy, số tiền để mua một chiếc xe không phải là nhỏ. Chắc chắn không phải vì lý do ông ấy cần dùng tiền cho việc khác. Nhưng nếu không phải vì lý do đó thì vì lý do gì bây giờ chứ? Mình đã làm rất tốt rồi mà. Không, không thể để mọi việc trôi qua dễ dàng như vậy được. Mình muốn gặp lại ông ấy để hỏi rõ vì sao ông ấy lại làm như vậy. Ông Eric ơi, mở cửa cho tôi với. Xin lỗi vì đã làm phiền ông lúc này, nhưng tôi thật sự có việc quan trọng muốn gặp ông. Ông Eric ơi. Chào ông. Cậu là ai vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Tôi đây thưa ông, tôi là nhân viên tư vấn ô tô cho ông sáng nay. Trời ạ, à, thì ra là cậu sao? Tôi đã nói là tôi không muốn mua ô tô rồi kia mà. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vâng, tôi biết bây giờ đã quá nửa đêm. Tôi đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, vì không thể nào nghĩ ra được tôi đã sai ở đâu. Bởi vậy tôi mới mạo muội đến đây giờ này, mong ông chỉ bảo cho. Thật ư? Tôi có nghe nhầm không? Hiện tại cậu có chú ý nghe tôi nói không? Tôi đang rất chăm chú nghe ông nói.
Nhưng chiều nay cậu vốn dĩ không hề chú ý nghe tôi nói. Tôi có cậu con trai tên là Jack, vừa đỗ ngành y ở trường đại học Michigan. Thành tích học tập của con trai tôi trong nhiều năm liền đều đạt loại xuất sắc. Vì vậy khi đỗ vào khoa này cũng đứng ở top đầu. Vậy là sau bao năm chăm chỉ học hành, con trai tôi bước đầu đã hoàn thành ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Cuối cùng tôi ngã lăn xuống đất và ngã trúng vào con mèo. Cậu Gira ơi, cậu có đang nghe tôi nói gì không? Vâng, tôi nghe đây thưa ông. Ông có thắc mắc gì về hợp đồng ạ? Cậu thấy con trai tôi học ngành đó tương lai sẽ thế nào? Ngành nào thưa ông? Tài chính ngân hàng hay quản trị kinh doanh? Tôi có nhiều bạn bè ở nhiều lĩnh vực lắm. Con trai ông muốn tư vấn ngành nào thì nói với tôi nhé. Tôi rất tự hào khi nói về con trai tôi, nhưng cậu lại không có phản ứng gì cả. Xin lỗi ông, nhưng tôi không hề có ấn tượng gì với điều ông nói cả. Đó chính là vì cậu không lắng nghe tôi như ban đầu. Cậu cho rằng đã bàn bạc xong vụ buôn bán, nên không những cậu không để tâm đến việc tôi nói gì, mà cậu còn mãi nghe nhân viên khác kể chuyện. Tôi... Khi tôi gọi mấy câu, cậu mới giật mình quay sang. Ban đầu cậu rất nhiệt tình với khách hàng, nhưng sau đó biết là đã bán được xe thì lại thờ ơ. Tôi không giận cậu vì cậu thờ ơ với câu chuyện của tôi, mà tôi cho rằng thái độ đó là của một người bán hàng không có tâm. Đã bán hàng không có tâm thì những lời nói trước đó của cậu chắc gì đã là chính xác. Đây chính là lý do vì sao tôi không muốn mua xe. Một trong những cách nhanh nhất, dễ dàng nhất để có được khả năng điều khiển người khác chính là lắng nghe họ nói bằng sự thông cảm. Chỉ cần bạn chăm chú lắng nghe thì họ sẽ có phản ứng tích cực và bạn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Joey Girard, người bán được nhiều ô tô nhất nước Mỹ. Xem kìa Hilda, khu vườn của em thật là xanh tốt, nhiều loại cây quá, cây nào cũng tràn đầy sức sống. Nhìn em bên luống hoa rạng rỡ làm sao. Đây là khu vườn mà mẹ em để lại sau khi mất. Hàng ngày, mỗi lúc ở đây, em như đang được nói chuyện với mẹ. Em nhớ bà biết bao. Ngày xưa chắc mẹ em cũng yêu cây lắm. Bà xem cây cỏ như những đứa con đặc biệt của mình. Em đã thừa hưởng niềm yêu thích đối với thiên nhiên cây cối từ mẹ em đấy. Trước khi mất, mẹ em gắng gượng cơn đau để dặn em làm giúp mẹ hai việc. Thứ nhất là chăm sóc vườn cây này hộ mẹ, và thứ hai là thay mẹ đến một nơi. Đến một nơi ư? Là đâu thế? Anh thử đoán xem nào. Anh không biết, em nói đi Hilda. Xưa mẹ em vẫn muốn quay trở lại để thăm Tây Ban Nha một lần. Mẹ em vốn là gốc Tây Ban Nha. Mẹ đã trải qua cả tuổi thơ ở đó nên rất mong muốn được về thăm nơi mình sinh ra. Chỉ tiếc là một căn bệnh quái ác đã giữ mẹ trên giường và khiến cho ước mơ của mẹ dang dở. Thật tội nghiệp bà. Nhất định anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó nhé Hilda. Em sẽ không phải đi sang Tây Ban Nha một mình đâu, vì đã có anh. Rồi sắp tới anh sẽ tranh thủ học thêm tiếng Tây Ban Nha để trở thành hướng dẫn viên cho em nhé. Anh nói thật chứ anh Andre? Tất nhiên rồi. Chiều đi làm về anh lập tức đi mua sách để học luôn. Cảm ơn anh Andre. Anh làm em xúc động quá. Xem kìa, cô Hilda thì xinh tươi như là bông hồng rực rỡ, còn cái cậu Andre thì thô kệch xấu xí như là một cây xương rồng vậy. Như một đôi đũa lệch, tôi chả thấy cân xứng tẹo nào. Thế mà họ cũng yêu nhau và gắn bó được với nhau, kể cũng lạ lùng đấy. May quá, tìm được rồi. Andrew. Ồ, Peter, cậu cũng vào hiệu sách để mua đấy à? Hôm nay mặt trời có mọc ở đằng Tây không vậy? Cái cậu thợ mộc thô kệch này lại tìm sách đọc thay vì ngồi đục đẽo. Thật là lạ quá. Thế thì sao chứ?
Từ đâu mà cậu có cái suy nghĩ việc đọc sách không dành cho thợ mộc thế hả? À, tôi biết rồi, chắc là gắn học để theo kịp Hilda đây mà. Một trời một vực, con đom đóm có mà nỗ lực thế nào cũng không sánh được với vì sao tinh tú đâu, đồ ngốc ạ. Thế thì sao chứ? Cô ấy yêu tôi và tôi yêu cô ấy, có liên quan gì đến các người đâu? Ừ, thì không liên quan. Nhưng mà cậu không thấy như thế quá thiệt thòi cho Hilda hay sao hả? Tránh ra cho tôi đi. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Hilda thì xinh đẹp, thông minh, còn cậu thì vừa nghèo, bất tài, lại còn thô kệch. Cậu đừng có cố gắng để trở nên hợp với cô ấy, vô ích, vì điều đó là không công bằng cho Hilda. Cậu nói gì? Cậu nói lại cho tôi nghe xem nào. Cái đó tôi tưởng cậu tự biết chứ. Ở cái làng này chỉ có tôi mới xứng đáng với cô ấy, cậu hiểu không hả? Đồ khốn! Đứng lại cho ta, mau lên! Hilda, ai cũng nói anh chẳng xứng đáng với em. Em thì xinh đẹp nhất làng, còn anh chỉ là một tên thợ mộc thô kệch. Anh nghe gì những lời đó chứ? Hilda, em nói phải. Nhưng có điều này thì anh muốn nói từ lâu lắm rồi. Hilda, anh muốn nói là anh rất muốn. Có gì mà anh lúng túng mãi không nên lời thế? Hilda, em đồng ý lấy anh nhé. Em... Hilda, con ở đâu thế? Hilda ơi! Em Dre, không biết bố em gọi gì. Em về đã nhé. Em sẽ gửi câu trả lời cho anh. Ừ, tạm biệt em. Andrei, anh ấy đã cầu hôn mình. Mình phải có một cách trả lời thật đặc biệt mới được. À, mình nghĩ ra rồi. Câu trả lời là một cái cây ư? Tại sao trong khu vườn Hilda có biết bao nhiêu loại cây đẹp rực rỡ mà cô ấy lại gửi đến cho mình một cây xương rồng xù xì đầy gai góc như thế này? Và nói đó là câu trả lời của cô ấy nhỉ? Lẽ nào? Nhất định mình phải đến hỏi cô ấy cho ra lẽ mới được. Hilda này, theo như anh biết thì loài này tên là hồng Catalina. Nó có xuất phát từ xứ New Zealand. Nếu em chăm sóc tốt, giống cây này có thể phát triển cao hơn nữa đó. Peter, anh làm em bất ngờ quá. Đúng là như vậy đấy. Thì tất nhiên, những ngày du học ở New Zealand đã cho anh biết thêm nhiều kiến thức về cây cối. Em biết đấy, những người dân New Zealand rất yêu cái đẹp, hoa và cây cảnh ngập tràn đường phố cũng như trong nhà của họ. Ồ, thật thú vị. Những điều đẹp đẽ nên được nâng niu và trân trọng, Hilda à. Trời ạ, không thể ngờ được Hilda cô ấy lại là người như vậy. Ta không muốn nhìn thấy Mi, đồ xấu xí, thô kệch và đầy gai góc này. Cô ta gửi cây xương rồng đến cho mình, khác nào thừa nhận những lời dị nghị của mọi người. Họ luôn bảo mình chính là cái cây này, không xứng đáng với cô ta. Cô ấy thì xinh đẹp, thông minh, còn cậu thì vừa nghèo, bất tài, lại còn thô kệch. Cậu thử nhìn lại mình xem. Andrei, có chuyện gì mà anh không nói cho em chứ? Tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy chứ, Andrei? Hilda, con lại vừa từ nhà Andrew về sao? Con đang ốm mệt như thế mà vẫn gắn đến nhà cậu ta sao? Vâng bố, con vừa từ đó về. Mấy lần trước cậu ta có chịu gặp con đâu. Con đã 5 lần 7 lượt tìm đến đó. Hilda, dù gì con cũng là cô gái xinh đẹp và tốt nhất, con phải giữ lòng kiêu hãnh của mình chứ. Con không thể nào hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra với con và với cả anh ấy nữa. Con muốn gặp anh ấy một lần mà không được. Cậu ta cố tình tránh mặt con nhiều lần như vậy, bố nghĩ chắc là cậu ta có người khác rồi con ạ. Thôi, con hãy quên cậu ta đi. Sao lại thế chứ Andrei? Andrei à, tươi tỉnh lên con.
đã tới giờ sang nhà Laura ra mắt hai bên nhà ông bà đó rồi. Mẹ không muốn để họ phải chờ đâu. Vâng mẹ, chúng ta sửa soạn lên đường thôi. Đúng là Thượng Đế rất công bằng Andre ạ. Mẹ nghe bà hàng xóm nói, mấy hôm trước đi qua làng bên xem cây, thì bố Hiệu Đà nói con bé ấy đang ốm lắm, cả ngày nằm ly bì trên giường, chắc là mắc phải trọng bệnh cũng nên. Mẹ nói sao? Hilda, cô ấy không khỏe sao? Mẹ tưởng con tuyệt tình với nó rồi, hà cớ gì con phải hốt hoảng như vậy chứ? Không được rồi, con phải đến xem tình hình cô ấy thế nào. Andre, thế sao được chứ? Còn cuộc gặp với Laura thì sao đây hả con? Kìa, Andre! Hilda, em khỏe chứ? Andre, cảm ơn anh, em cũng khỏe hơn rồi. Vườn cây khiến em phải gắng dậy, chúng cần em chăm sóc, em không thể ốm mãi rồi bỏ rơi chúng thêm lần nào nữa. Vậy sao? Em khỏe là tốt rồi, anh đi đây. Andre, anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy không? Chẳng phải em đã có Peter rồi sao? Một kẻ xấu xí thô kệch, chỉ như cây xương rồng có gai như anh, làm sao xứng với đóa hồng thuần khiết như em? Tại sao anh lại nói như vậy? Anh hiểu lầm rồi. Anh có thấy không, sau những ngày em ốm mệt, trong khu vườn này những cây xương rồng vươn lên đẹp nhất. Xương rồng luôn có sức sống bền bỉ và kiên cường hơn bất cứ loại cây nào. Khi người chăm sóc đủ yêu thương và sự vun vén, sẽ tận mắt thấy được ngày cây nở hoa, một nét đẹp lâu dài theo thời gian, vì nó đến từ tình yêu chân thành, mãnh liệt. Nó cũng như anh, chẳng thể sánh với Peter. Andre, anh có biết trong tiếng Tây Ban Nha, cây xương rồng có nghĩa là hãy đến và mang em đi. Đó chính là lời nhắn nhủ em mượn xương rồng để gửi đến anh. Hilda, Hilda, em nói sao? Anh trời ơi, hãy đến và mang em đi ư? Hilda, Hilda, anh thật ngốc nghếch nên mới hiểu nhầm em. Chỉ một chút nữa là anh để tuột mất em rồi. Hilda, hãy tha thứ cho anh, anh rất yêu em. Trong cuộc sống, gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh suy xét, chớ nóng giận hồ đồ, để rồi phải ân hận về sau. Ô da, cậu lại trêu chọc tớ đấy hả chim cút? Có giỏi trèo lên đây mà bắt tớ này. Thôi đi, ai chẳng biết là cậu biết bay. Tớ trèo lên đến nơi, cậu bay vút lên cao thì cũng thành công cốc. Công nhận, biết bay là một điều vô cùng tuyệt vời lẫn ạ. Giá mà cậu cũng giống tớ thì tốt biết mấy. Biết sao được, mỗi loài có một đặc điểm riêng mà. Tớ mà biết bay, tớ đã là chim rồi, chứ không phải là lửng. Thế mới tiếc chứ, tớ có thể đi khắp đó đây, chứng kiến bao nhiêu là chuyện. Còn cậu thì lúc nào cũng chỉ đu đú trong khu rừng này, chán chết đi được. Cậu lại vừa đi đâu xem lễ hội đấy à? Ừ, hôm nay tớ được xem một đám cưới vô cùng hoành tráng. Mọi người cười cười nói, vui ơi là vui, lại còn có nhiều đồ ăn ngon nữa chứ. Nghe cậu kể tớ cũng thấy vui rồi. Giá mà mình được xem một đám cưới thế này một lần, có phải tuyệt hơn không? Hai, ai bảo cậu không bay được như tớ thì đành chịu thôi. À, đúng rồi, có cách để cậu xem được rồi. Cách gì vậy? Tớ chợt nhớ ra, hôm nay cái đám mà tớ muốn đi xem á, họ bảo nhau là ngày mai sẽ đến nhà cô dâu để rước về. Mà trên đường đi sẽ đi qua khu rừng này, chúng ta chỉ cần đợi ngoài bìa rừng là có thể trông thấy rồi. Ồ, thế thì tuyệt quá. Vậy là tớ không cần phải đi xa cũng được xem, đúng không? Tất nhiên rồi, ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi. Nhưng mà cậu phải chịu khó một tí. Chịu khó gì cơ? Trông cậu to lù lù như này mà xông ra trước đám rước, họ nhìn thấy sẽ đuổi đánh cho mà xem. Thế nên cậu hãy giả làm một cái cột mốc bên đường, như vậy sẽ thoải mái xem từ đầu đến cuối luôn. Được, tớ sẽ làm một cái cột mốc theo lời cậu nói.
sao mãi chưa thấy chim cút quay lại nhỉ? Cậu ấy bảo khi nào đám cưới đến sẽ báo mình mà. Chờ từ nãy đến giờ rồi. Lẫn ơi, đám rước đang đến rồi. Cậu mau biến thành cái cột đi. Được, được, tớ làm ngay đây. Tớ đậu trên cột này chắc cũng không sao đâu nhỉ. Ôi, đúng là rất rộn ràng. Vui quá chim cút ơi. Shh, khẽ thôi, cậu đang làm cái cột đấy. Có muốn bị phát hiện không? Biết rồi. Khoan đã, sao lại có chim cung cút ở đây nhỉ? Tôi thấy rồi, nó đang đậu trên cái cột mốc bên đường kia kìa. Ta đang trên đường đi rước dâu, sao lại gặp nó thế này? Thật đúng là đen đuổi. Các người xem, tên của nó là cung cút, như vậy chẳng khác nào đuổi chúng ta về sao? Cũng phải, tôi cũng nghe nói chim cung cút không được may mắn cho lắm. Các người mau đến đuổi nó đi, kẻo chúng ta lại rước xui xẻo đó. Vâng, để tôi đuổi nó, thưa cậu chủ. Cút đi, cút đi. Hả? Các ngươi là cái thá gì mà đuổi ta chứ? Ta đứng đây ảnh hưởng gì đến các ngươi? Ta không đi đấy, làm gì được ta nào? Con chim này đúng là ngoan cố cứng đầu mà. Để xem mi cứng hay cái gậy của ta cứng nha. Ôi! Hả? Thì ra nó không phải cột mốc bên đường à? Thế thì đánh đuổi nó luôn đi. Đúng là xui xẻo. Chết này, chết này, dám giả dạng lừa chúng ta. Sợ quá, sợ quá. Suýt, suýt thì chết rồi. Lẫn, cậu không sao chứ? Cậu nhìn tớ đi, thương tích đầy mình như này thì có sao không? Ai bảo cậu lúc bị đánh một gậy rồi không chịu chạy luôn đi, còn đứng đó cho người ta đánh tiếp nữa. Cậu còn nói nữa, tất cả là tại cậu mà ra. Khi họ đuổi thì cậu không bay luôn đi, cứ cứng đầu lắm vào để cho họ phải mang gậy ra phang. Kìa, tôi đã dẫn cậu đi xem đám, cậu còn trách tôi sao? Đám đám cái con khỉ, tôi suýt mất mạng mà cậu vẫn không biết hối lỗi à? Cậu đáng chết lắm. Kìa Lẫn, cậu làm gì vậy? Cậu định ăn thịt tôi sao? Chúng ta là bạn mà, tôi biết tôi sai rồi, đã để cậu chịu đòn quan, hãy tha cho tôi đi mà. Thôi được rồi, nếu cậu đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng cam lòng. Nhưng trước khi chết, cậu hãy giúp tôi một chuyện. Tôi còn mẹ già ở nhà cần chăm sóc. Tôi đi đột ngột như vậy, mẹ tôi chắc mong tôi về lắm. Vậy nên, nể tình trước đây chúng ta từng là bạn, cậu hãy gọi mẹ tôi đến đây để tôi từ biệt lần cuối được không? Chim. Chạy đâu cho thoát. Thì ra mày định lừa tao hả? Không dễ đâu, còn khốn gian xảo này, lần này thì mày chết chắc rồi. Không được rồi, phải hy sinh thôi. Nó bỏ lại cái đuôi để thoát thân rồi. Cứ chết đi được. Đừng để lần sau tao gặp được mày nhé. Con chim cút kia. Để thoát khỏi tay Lửng, chim cút đành hy sinh chiếc đuôi của mình. Từ đó, hai con vật không còn chơi với nhau nữa. Và loài chim cút vẫn cụt đuôi cho đến tận ngày nay. Xin chào mọi người, lại là tôi, Ếch Cớm, người dẫn chương trình của các bạn đây. Ôi, nhìn kìa, hôm nay MC Ếch Cốm ăn mặc đẹp quá nhỉ? Ừ, nhìn cách anh ấy nhảy vọt lên đám lá sậy mà tôi cũng thấy quá xì ngầu. Hôm nay, vị diễn giả đặc biệt của chương trình có lẽ không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết. Đó chính là tôi. Hả? Anh Ếch Cốm cũng biết diễn thuyết sao? Bàn luận những chuyện thời sự lớn lao phải là người có hiểu biết sâu rộng. Anh ấy là người của giới giải trí mà, không biết sẽ nói gì đây nhỉ? Xin quý vị hãy bình tĩnh chút đã. Ngoài ra còn có một người vô cùng quan trọng của họ hàng nhà Ếch chúng ta, tộc trưởng Ếch Nâu. Chào tất cả các thần dân trong vương quốc Ếch của chúng ta. Hôm nay đích thân tôi sẽ đàm đạo với bạn về một vấn đề mang tầm vĩ mô.
ta sẽ nói chuyện với nhau về lý do vì sao mà vạn vật lại tồn tại trên đời, tất cả đều vì sự có mặt của loài ếch chúng ta mà ra cả. Ôi, thật thế sao ạ? Đề tài này thú vị quá. Tật trướng à, bác thuyết trình luôn đi. Sao loài ếch bé nhỏ như ta lại là nguồn gốc ra đời của mọi thứ được? Nghe thật vô lý. Đúng vậy, thuyết này nghe có vẻ hoang đường. Nhưng mọi người hãy ngẫm mà xem, trong cái hồ bao la này chẳng hạn, dòng nước sinh ra là để cho chúng ta bơi lội. Còn lũ côn trùng đủ loại sinh ra suy cho cùng chỉ để làm thức ăn cho loài ếch mà thôi. Đúng vậy. Chuẩn là nước và côn trùng đều tồn tại để phục vụ cuộc sống của chúng ta. Còn những sinh vật khác nhờ có ếch mà mới có nước để dùng, có côn trùng để ăn. Trưởng tộc, ngài nói tiếp đi ạ. Lại là cái lũ dở hơi này, suốt ngày tụ tập ồn ào làm mất giấc ngủ của ông. Rồi hôm nay có khi còn cho là ông rắn đây sống nhờ hồng phúc của chúng bay cờ đấy. Từ nãy đến giờ tôi đã uống từng lời của tộc trưởng ít nâu rồi. Ngài giải thích một hồi chắc đã mệt, vậy thì để tôi tiếp tục nói. Nào các bạn nhìn đi, tất cả những thứ trên bờ, đất đai, cỏ cây là để cho chúng ta cư trú. Cả mặt đất này cũng tồn tại vì loài ếch. Đi lẽ cũng đã phết đấy nhỉ. Giỏi, một con ếch thông minh. Không những vậy lại còn béo múp béo míp, nôm thật ngon làm sao. Nào, thấy tụi bay đã nhìn thấy ta chưa? Anh ếch cốm ơi, mau chạy đi, anh sắp gặp nguy hiểm rồi đấy. Ôi, không xong rồi, dừng lại, mau dừng lại, nhảy xuống dưới này còn kịp. Cốm ơi. Ơ kìa, mọi người sao vậy? Đừng làm đứt mạch của tôi. Tiếp tục này, tập trung nha tôi đây này. Bầu trời trên cao kia chính là để treo mặt trời lên. Thế còn mặt trời thì sao? Mặt trời để hong khô lưng cho ếch. Chung quy lại, bầu trời cũng vì loài ếch mà tồn tại. Vạn vật đều có vì loài ếch. Có phải vậy không? Có phải? Ôi không, ếch cốm bị rắn ăn mất rồi. Ông rắn à, xin ông hãy tha cho chúng tôi. Vốn dĩ các người không phải món khoái khẩu nhất của ta. Ta vốn ưa lũ chuột đào hang giang hồ này hơn. Lâu nay tạm tha cho mấy mạng quèn của họ nhà ếch, nhưng hôm nay mấy đứa bảo ta hưởng ké phúc phần của ếch, nghe thật chướng tai. May cho các ngươi là ông đây đang nói sẵn rồi nhé. Một con là đủ cảnh cáo rồi. Hừ, lại đi tìm chỗ ngủ vậy. Trong chớp mắt mà anh ếch cốm đã bị lão rắn nuốt chửng rồi. Từ lúc cháu sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy một anh em nhà ếch bị ăn thịt trước đám đông như vậy. Cháu sợ quá. Đúng vậy, thật là kinh hãi. Nhìn hắn đáng sợ như vậy, chúng ta còn không dám lên tiếng thêm. Tội nghiệp ếch cốm, khổ thân ếch cốm. Mọi người ơi, vậy còn loài rắn, chúng cũng vì chúng ta mà, có phải không? Thôi, chuyện qua rồi, mọi người định thần lại đi. Hey, đúng vậy, nếu rắn không đến ăn thì loài ếch sẽ sinh sôi nảy nở không giới hạn. Không riêng gì cái hồ này, mà đến cả thế giới cũng sẽ vì chúng ta mà chật hẹp. Những con ếch bị ăn thịt là những con ếch đã hy sinh cho hạnh phúc chung của cả loài. Như ếch cốm vừa rồi là một ví dụ. Ôi, nhưng mà dù thế nào cháu cũng thấy thương anh ấy quá. Anh ấy có tội tình gì đâu cơ chứ. Nào, nín đi. Rồi sau này lớn lên cháu sẽ hiểu. Thất bại, hy sinh là những điều ai cũng sẽ gặp phải. Hãy vẫn luôn lạc quan yêu đời, để đón nhận những buồn vui của cuộc sống. Có thế thì chúng ta mới hạnh phúc mỗi ngày được cháu ạ. Phải rồi, buồn đau mãi thì khổ sở lắm. Làm gì còn lý lẽ gì mà sống tiếp chứ. Vâng ạ. Sự mất mát nào cũng để lại nhiều đau thương. Nhưng mọi người không được quên, con rắn vì loài ếch mà có. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều vì ếch mà có.
triết lý sống của loài ếch chúng ta sẽ không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi. Đồng ý, tất cả mọi thứ trên thế giới đều vì ếch mà có. Triết lý sống của loài ếch chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Quan hô, triết lý đó sẽ trường tồn cùng thời gian. Loài ếch của chúng ta muôn năm, muôn năm. Quáp, quáp. Bảo sao bao đời nay, dù loài rắn luôn cận kề, nhưng những con ếch trong hồ vẫn luôn vui vẻ, chưa bao giờ ngừng diễn thuyết. Nhìn chúng mà kẻ sống cô độc như mình ghen tị quá đi.